Đám cưới Lâm Tam Như, Hoắc Kiến Hoa và những điều bạn chưa biết. Ấn tượng nhất trong đám cưới của Hoắc Như chính là sự tái hợp của bộ ba Hoàng Châu Cách Cách sau 19 năm. Hôn lễ chính thức của cặp đôi Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tam Như đã qua, dù không tổ chức hoành tráng lộng lẫy, dù không có những câu ngôn tình kinh điển lãng mạn, song cặp đôi vẫn ghi điểm nhờ vào sự giản dị mà ấm áp. Đám cưới của cặp đôi cũng đánh dấu những điều vô cùng đặc biệt mà chưa một đám cưới nào của showbiz có được. Hôn lễ của cặp đôi cũng là lần đầu tiên bộ ba Hoàng Châu Cách Cách cùng đứng chung một khung hình đầy hạnh phúc sau 19 năm. Dù trước đó, Triệu Vy chia sẻ cô không thể đến dự đám cưới, song người đẹp vẫn thu xếp công việc và có mặt khiến không ít người bất ngờ. Ngoài ra, hôm lễ còn có sự xuất hiện của Lưu Đào, Châu Tấn, Lưu Thi Thi, Ngô Kỳ Long, Hồ Ca. Đây chắc chắn sẽ là một trong những khung cảnh đi vào lịch sử bởi sự quy tụ những ngôi sao nổi tiếng nhất, quyền lực nhất ở những thời điểm hiện tại. Trong năm ngôi sao đình đám của dàn diễn viên Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3 thì đã có đến 3 người là Dương Mịch, Lưu Thi Thi và Hoắc Kiến Hoa tổ chức đám cưới tại hòn đảo Bali. Trong khi đó, hai diễn viên còn lại là Hồ Ca và Đường Yên, dù chưa kết hôn xong, đều đã đến Bali với tư cách phù dâu phù rể. Trước đó, Lâm Tam Như và Hoắc Kiến Hoa đã tiết lộ hôn lễ của cả hai sẽ không sử dụng đồ của nhà tài trợ. Tất cả đều do cặp đôi tự chuẩn bị, từ nhẫn cưới, ý tưởng đám cưới hay trang phục mặc trong hôn lễ. Lâm Tam Như cũng đã đích thân đi chọn váy cho chính mình với 3 bộ trang phục, ước tính mỗi bộ trị giá 300 triệu Việt Nam đồng. Nhẫn cưới dùng trong hôn lễ thuộc kiểu nhẫn bạch kim đính kim cương với viên kim cương hình trái tim ở giữa lên tới 5,03 carat, hai viên kim cương phụ ở hai bên 0,46 carat. Lâm Tam Như đã sử dụng 3 bộ trang phục trong hôn lễ. Đặc biệt, váy cưới của người đẹp nằm trong bộ sưu tập váy cưới mùa thu 2016 của hãng Suha Murat. Trong khi đó, vest của chú rể của nhãn hiệu cao cấp Hugo Boss. Xin cảm ơn tất cả các quý vị và các bạn đã đồng hành cùng tin tức Sao Việt trong thời gian qua. Chúng tôi mong rằng các quý vị và các bạn hãy tiếp tục ủng hộ cho tin tức Sao Việt để chúng tôi có thêm nhiều động lực cho ra mắt thật nhiều sản phẩm hay hơn để phục vụ cho quý vị và các bạn nhé. Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.